để chị đây nói cho cưng biết nha. Ở trên đời này á, có những thứ tuyệt đối không bao giờ nên sử dụng chung. Thưa quý vị, màn đánh ghen cực sốc của Mỹ Đình trong tập đầu bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim đã thu hút sự chú ý của khán giả. Đây cũng là hình ảnh hoàn toàn mới của Thúy Diễm với những lần đầu tiên đáng nhớ của cô. Và những chia sẻ của Thúy Diễm về vai diễn ngay sau đây phần nào sẽ giúp quý vị khán giả hiểu hơn về nhân vật Mỹ Đình, về câu chuyện phim và hé lộ nhiều kịch tính sắp diễn ra trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Quý vị xin mến chào quý vị khán giả. Vai diễn Mỹ Đình có sức hút như thế nào để Thúy Diễm quyết định bắt tiến? Diễm cảm thấy mình rất là được ưu ái khi có thể được quyền lựa chọn một trong những vai diễn trong bộ phim. Lần này thì Diễm muốn xuất hiện với một cái màu sắc hoàn toàn khác với những cái vai diễn trước đó. Diễm mong muốn là sẽ mang một cái gì đó đến với khán giả đặc biệt hơn, nó lạ hơn, có một cái sắc màu khác. Mặc dù đây cái tên của chị nghe nó giống như là cái sân vận động, nhưng mà bụng dạ của chị hẹp hòi lắm em. Và Diễm cảm thấy là mình cũng khá là may mắn khi mà đợt này được cộng tác chung với tất cả những anh chị em nghệ sĩ ở phía miền Bắc. Toàn là những người rất là giỏi nè, và rất là vui, rất là thân thiện nữa. Cả mọi người, ngay cả đạo diễn cho đến dàn diễn viên thì hầu như ai cũng mang lại cho Diễm một cái cảm giác rất là gần gũi, rất là dễ làm việc. Lạ nước lạ cái ở đất Bắc, vai diễn thì mới tinh, Thúy Diễm có gặp trở ngại gì không? Đối với Diễm, nhân vật kỳ này khó hơn rất là nhiều những cái vai diễn vốn dĩ là sở trường của Thúy Diễm. Như khán giả đã biết, vai diễn trước đó đều mang một cái số phận thể hiện tâm lý nó sâu sắc hơn, trầm tính hơn, điềm đạm hơn. Nhưng mà nhân vật lần này trong bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim luôn luôn phải nói thật là nhanh nè, phải mang một cái màu sắc vui tươi và phải nói là liên tục thì đó là một cái gì đó mà Diễm thấy là Diễm cần phải nỗ lực hơn rất là nhiều. Trốn đâu mà trốn, người ta đánh cho một trận rồi người ta mới đi chơi, trốn đâu mà trốn. Vốn dĩ Diễm nói chuyện cũng ít khi nào mà phải nói nhanh, khi vào bắt đầu vào set diễn thì Diễm xoay sang Diễm nói chuyện với tất cả mọi người, kiểu giống như là mình cũng phải tập cho mình cái tốc độ nói nhanh, rồi lúc nào cũng phải vui tươi suốt trong cái quá trình làm phim luôn để mình có thể hòa nhập vào tâm lý nhân vật. Dạy đó mà dạy, người ta xài chủ nó 5 năm rồi, đá nó nên không có đồng nào, không chết đi được. Lần đầu Diễm Nam và Diễm Bắc kết hợp trên phim, hai bạn đã tung hứng với nhau như thế nào để khán giả tin đây là đôi bạn thân? Không biết là do duyên hay là có thể là cùng một cái tên Diễm, mà hai chị em phải nói là lần đầu tiên kết hợp với nhau thôi thì đã được anh Vũ Trường Khoa khen về cái độ tương tác rất là nhiều. Với những nhân vật khác thì có thể là cần phải có khoảng thời gian để làm quen. Riêng Hồng Diễm với Thúy Diễm thì không cần phải làm quen, không cần bắt nhịp nhau thì hai chị em cũng vào rơ rất là nhanh. Có thể nắm bắt được cái cách diễn của nhau khá là nhanh và mang lại cái cảm xúc khá là tốt nữa. Hy vọng là Hồng Diễm và cả Thúy Diễm đều sẽ trở thành một cái cặp đôi mà được khán giả yêu thích, một cặp đôi tình bạn rất dễ thương trong bộ phim. Qua vai diễn Mỹ Đình trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim, Thúy Diễm mong muốn gửi gắm điều gì tới khán giả? Diễm nghĩ nhân vật của Diễm muốn gửi đến cho khán giả một thông điệp, đó là dù cho cuộc đời có không trải hoa hồng với bạn, có gặp rất nhiều sự cố, biến cố đến với bạn, nhưng mà bạn tin đi, cuộc đời này sẽ trả lại cho bạn thứ khác xứng đáng hơn. Trên đời này không có gì hoàn hảo hết, chỉ cần chúng ta nhìn về phía trước, chúng ta sẽ có được một nơi chốn bình yên. Thưa quý vị, phần cuối của chương trình VTV Kết nối ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi một số điểm hẹn phim Việt trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Để không bỏ lỡ các bộ phim, chương trình mà mình yêu thích, quý vị hãy tiếp tục theo dõi thông tin được cập nhật thường xuyên trên sóng và nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Khi câu chuyện đã dính đến quyền lợi, cái gì cũng có thể xảy ra. Tao nghe nói như muốn bán nhà gì phải không? Con cừu đã xa vào lưới, lần này ông khó thoát khỏi lưới. Ông đừng đi. Ông mà đi bỏ mặc mẹ con em sợ lắm ông ơi. Ở cái làng này có chuyện gì mà không biết được cơ chứ. Anh đi em thu 15 triệu.
20 triệu được không anh?